Ok, xin chào anh em quay trở lại với cả Acom, mình là Hoàng. Và hôm nay sẽ là chương trình Q&A anh em ạ. Chương trình Q&A sẽ được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần vào lúc 7 rưỡi với 7 câu hỏi anh em nhé. Thì bây giờ đã là chương trình số thứ 39 rồi, gần 40 rồi. Hy vọng rằng nếu mà anh em có những câu hỏi nào mà muốn hỏi mình về các vấn đề liên quan tới máy tính, tới đồ chơi điện tử, tới CPU, tới GPU, tới RAM thì hãy để ở dưới comment để cho mình có thể giải đáp một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất nhé. Không cần phải hỏi ai cả, chỉ cần thả dưới comment của Hacom thôi là chúng mình sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, hãy bắt đầu cùng hỏi câu hỏi đầu tiên đi. Câu hỏi đầu tiên của bạn Chí Phạm à? Bạn hỏi là 12.400 với cả 1660 Super thì edit video mượt không ạ? Câu trả lời của mình nhá là combo đấy edit khá mượt đấy. Với chiếc CPU i5 thì sẽ có 6x12 luồng, là đồng thời bạn còn đang mua chip không F nữa, tức là sẽ có quick sync đến từ card Intel HD Graphics. Thứ hai nữa là bạn đang dùng card Nvidia được hỗ trợ khá nhiều bởi CUDA Core, bởi các phần mềm không chỉ là 3D mà còn có Adobe, Premiere Pro, Photoshop và After Effects nữa. Thế nên là đây là một combo mình đánh giá là khá ok. Nếu mà bạn cảm thấy rằng mình dùng nhiều việc kiểu ví dụ như là After Effects nhiều quá ấy, thì hãy nâng RAM cho mình nhá. Ví dụ chẳng như là 16GB, 32GB hay nhiều khi là tận 64GB. Cái đấy thì tùy bạn thôi. Tiếp theo, câu trả lời của bạn Nguyễn, câu hỏi của bạn Nguyễn Thịnh là: Hacom ơi, gaming thì 12.400F, 12.600K hay là 13.400F? Đó, thế thì đang phân vân đúng không? Ok, thế thì nhá, chiếc CPU ngon nhất trong tất cả, tức là mức giá thị hiệu thành tốt thì sẽ nói đó chính là 12.400F. Còn chiếc CPU tốt nhất trong 3 chiếc CPU này đó chính là chiếc 12.600K. Nhưng chiếc CPU mình đánh giá là tốt nhất bây giờ ấy mà các bạn muốn mua ấy chính là chiếc 13.500 nhá. Chiếc CPU đó có thể nói là chiếc CPU 13.000, chiếc đứa em của 13.600K, vẫn có nhân P, vẫn có nhân E tương tự như vậy. Tính ra thì là 8 nhân 6 nhân P cộng với cả 8 nhân E, theo như mình nhớ như thế nhá, 6 nhân P cộng 8 nhân E dẫn tới số nhân có thể lên tới là 12 nhân, quá là kinh khủng. Và chỉ mỗi tội là xung boost thì không cao bằng với cả 13.600K thôi. Điều đó thì dẫn cho nó là một chiếc CPU ngon, không chỉ về làm chơi game mà còn cả làm việc nữa. Đấy là một chiếc CPU cân bằng nhất nhá. Còn nếu mà bạn đang hỏi đấy thì mình nghĩ rằng bạn chơi chiếc 12.400F hoặc là mua chiếc 12.600K nhưng phiên bản gọi là trade hoặc là sách tay về thì là nó mức giá rẻ nhất. Còn hiện tại rẻ mà ngon nhất, P/P tốt nhất vẫn là 12.400F bạn nhá. Ok, câu hỏi thứ ba của bạn Đức San Nguyễn này. Bạn ý bảo, đây là trong bộ máy tính của anh Đạt, thì bạn bảo là lắp MSSD ở khe 1 thôi, chứ đừng lắp ở khe 2, bởi vì khe 2 thì là bị giảm PCIe, không tận dụng được tốc độ của chiếc NV2. Thứ nhất nhá, chiếc NV2, Gen 4 thì nói thế thôi, nhưng thực ra nếu mà anh em test thực sự ý, tốc độ nó không hơn Gen 3 là bao nhiêu. Thứ hai nữa là anh Đạt hiện tại đang lắp vào chiếc mainboard B660 TUF M, phiên bản M ấy, thì em mainboard đấy là cả hai khe M2 đều là Gen 4 hết bạn nhá. Gen 4, X4 cả, thế nên là không cần phải lo lắng về lựa chọn trên hay dưới. Theo như những gì mình biết thì việc lắp ở bên trên khe của CPU hay khe của gọi là chipset đều không ảnh hưởng quá nhiều, đều không ảnh hưởng quá nhiều. Và theo như mình thấy thì nó không ảnh hưởng lắm đâu, về kể cả load game hay load Windows. Thế nên là lựa chọn bên nào hay là chỗ nào cũng được nhá. Những con main có đều là PCIe Gen 4 ở hai khe rồi thì không cần phải lo lắng về vị trí đặt SSD đâu. Đó, đây là bạn nhá. Ok, tiếp theo câu hỏi thứ tư của bạn Giải Trí Tổng Hợp Dệ. Bạn hỏi là con vỏ cây nó có lắp được VGA 3 fan không ạ? Thì bạn đang hỏi trên cái bộ máy tính có cây Sigmatic Fadin. Thì đây, chiếc Sigmatic Fadin ấy nó sẽ hỗ trợ cạc cao dài lên tới là 290mm, chính xác hơn là 29cm. Thế nên là cạc của bạn chỉ cần nằm trong đúng cái khoảng đấy thôi là được. Có những chiếc cạc 3 fan chỉ có 29cm thôi thì thoải mái lắp vào vỏ cây này. Nhưng 2 fan mà to hơn 29cm cũng không thể nào lắp được vỏ cây này đâu. Thế nên là cái cạc ấy, cái vỏ cây ấy, nó chứa cạc dựa theo độ dài của cạc nhá, chứ không phải là dựa theo cái kích cỡ quạt hay là số lượng quạt đâu, mà nó dựa theo độ dài của cạc. Và nếu cạc 3 fan của bạn 29cm hay là 290mm thì kiểu gì cũng lắp được cái vỏ cây Sigmatic Fadin này thôi. Rồi, tiếp theo này, câu hỏi thứ 5 của bạn Như Quỳnh Collection. Bạn hỏi là đang dùng con Cooler Master MA612 Stealth, là giống với cả anh Đạt, dùng với cả chiếc 6R Ryzen 5 5600X này, rồi undervolt xuống 4.1GHz ở 0.125V, nó khoảng tầm 45-48 độ thì ok chưa? Thì câu trả lời của mình nhá, là có vẻ như bạn đang chơi theo hệ là hệ
nhiệt độ. Tức là sao? Tức là bạn đang giảm xung của chiếc card xuống, đồng thời giảm điện xuống. Giảm xung chiếc CPU xuống, đồng thời giảm điện xuống, dẫn tới việc giảm nhiệt cực kỳ là nhiều. Mình cũng là từng là một người chơi như thế. Mình từng để chiếc 5600X của mình ở 1.025 giống bạn này phải. Và mình đẩy nó lên là 4.2GHz để mình sử dụng chiếc card của mình. Đấy, à, sử dụng chiếc CPU của mình. Và nhiệt độ thì mát vi vu luôn. Nhưng sau khi mình nâng cấp lên chiếc card mới thì mình đã phải unlock nó ra để gọi là tận dụng được hết tối đa 100% chiếc card mình. Với mình nhá, thì mình không biết là bạn đang undervolt bằng PBO hay là bạn undervolt bằng gọi là khóa xung. Nhưng mà nếu mà với mình undervolt PBO thì mình giảm được xuống là khoảng tầm để mức xung ở 4.65 và để mức volt thì khoảng tầm 1.3 như vậy, khoảng tầm đấy. PBO thì nó khác, hoạt động khác một chút về khóa xung. Nhưng mình nghĩ rằng nếu bạn đang dùng card cao ấy thì nên dùng với PBO. Còn hiện tại đang 4.1 on core tất cả kiểu như này thì cũng ok đấy, nếu bạn là người chơi hệ nhiệt độ nhá. Ok, undervolt như thế cũng ổn thôi. Còn mình thì mình thích chơi kiểu là max tối độ undervolt, thì đấy là tùy vào bạn. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ 6 của bạn Anh Quỳnh. Bạn đã hỏi là 13.500 nên chọn là Z690A hay là chọn Switch B660A? So sánh thì Z690 với cả B660 lớn hơn nhiều không? Tức là Z690 có lớn hơn B660 nhiều không? Thì cái điểm lớn nhất, khác biệt lớn nhất mà người ta mua Z so với cả B ấy, đó chính là khả năng ép xung của một chiếc CPU. Nhưng hiện tại thì bạn đang dùng i5-13500 không có K, tức là nó sẽ không ép xung được với hai chiếc mainboard này. Và theo như mình biết thì hai chiếc mainboard này cũng không có clock generator riêng, không có cái clock generator BLCK riêng ấy, overclock riêng ấy. Thế nên là sẽ không thể nào ép xung được chiếc i5-13500 của bạn được. Thế nên là mình nghĩ rằng để tiết kiệm thì bạn nên chọn chiếc B660A thôi. Còn cái sự khác biệt ấy, ngoài về cái khả năng ép xung của Z690 thì nó còn hơn về số lượng PCIe nữa, tức là số lượng khe PCIe anh có thể gắn được cho card, cho M2, cho các kiểu của anh em. Và số lượng cổng USB là cái lợi ích của cái Z690 lớn hơn với cả B660 thôi. Nhưng chiếc B660A mà bạn định mua cũng có số lượng cổng USB rất là lớn, dẫn tới cái việc mà không hề bị kém cạnh với cả chiếc Z690 đâu. Điều đó thì cực kỳ là tốt với những anh em nào không có yêu cầu nâng cấp về việc ép xung nhưng vẫn muốn một chiếc mainboard cao cấp có nhiều cổng kết nối, thì mình nghĩ rằng B660 là một con mềm rất tốt cho bạn Anh Quỳnh nhá. Ok, và câu hỏi cuối cùng của bạn Quy Lê. Bạn đã hỏi là 12400F có cân được 4070 thường khi chơi các tựa game AAA thế giới mở không, và các dòng main B660 thấp cấp có thể kéo được i7-12000 không? Ok, thì có vẻ như là hai câu gồm vào một, thì mình trả lời cả hai câu cho bạn luôn nhá. i5-12400 chắc chắn sẽ cân được 4070 ở các tựa game AAA thế giới mở, bởi vì AAA thế giới mở sẽ yêu cầu cao về GPU, đặc biệt khi mà bạn ở mức setting maximum đồng thời bật cả ray tracing các thứ nữa. Điều đó thì khiến cho cái game chúng ta dựa vào nghiêng vào GPU nhiều hơn là CPU, thế nên là sẽ dẫn ít khi dẫn tới trường hợp là bị nghẽn CPU các bạn nhá. Còn B660 đời thấp có cân được i7 không? Câu trả lời là không. Thực sự nó vẫn gắm được, các bạn vẫn dùng được, nhưng sẽ bị hiện tượng là thứ nhất, mainboard sẽ rất nóng, thứ hai sẽ bị giảm xung khi mà sử dụng chiếc i7 đó, dẫn tới việc mà chiếc i7 không thể nào đạt được tối đa 100% hiệu năng của chiếc i7 đó, nhiều khi nó còn giảm xuống tới mức hiệu năng của một chiếc i5 dòng K thôi. Điều đó thì ai không ai muốn đâu. Bạn đã bỏ trên 2 triệu tiền để nhận được một mức hiệu năng thấp hơn thì bỏ ra làm gì? Thà mua một con CPU thấp hơn và một chiếc mainboard xịn sò một chút để cho bộ máy chúng ta đẹp hơn rất là nhiều thì có phải đáng hơn không? Đấy, đấy nhá. Đấy là những điều chúng ta phải suy nghĩ đấy bạn Huy Lê nhá. Và đó là 7 câu hỏi của chương trình Q&A số thứ 39. Nếu các bạn có những câu hỏi muốn đặt ra dành cho mình về những vấn đề liên quan tới máy tính, công nghệ hay là những thứ xung quanh bạn mà đùng ấy, thì hãy để ở dưới comment để mình có thể trả lời nhanh chóng nhất cho bạn nhá. Còn cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.